Question 16. With a dual agency established in a 1-to-4 unit residential sale, the broker and her agent may provide information regarding the from one party to the other. A. Prices of comparable homes. B. The highest amount that a buyer is willing to offer. C. The least amount that a buyer is willing to offer. D. None of the above. Correct answer is A. Prices of comparable homes. Comparable home prices relates to information that can be shared, while personal financial information cannot be. Câu 16. Với một môi giới kép được hình thành trong một giao dịch mua bán nhà ở từ 1 đến 4 căn, người môi giới và người đại diện của cô ấy có thể cung cấp thông tin về từ bên này sang bên kia. A. Giá của những ngôi nhà dùng để so sánh. B. Số tiền cao nhất mà người mua sẵn sàng yêu cầu. C. Số tiền ít nhất mà người mua sẵn sàng yêu cầu. D. Không có điều nào ở trên. Câu trả lời đúng là A. Giá của những ngôi nhà dùng để so sánh. Giá nhà so sánh liên quan đến thông tin có thể được chia sẻ, trong khi thông tin tài chính cá nhân thì không được chia sẻ.